Xin chào chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến bước bài Tây Du Ký gồm 64 bước. Bài này mình sẽ có 8 câu nhạc 8. Mỗi một câu nhạc 8 mình sẽ bước đi bước lại 2 lần. Rồi, bây giờ vào phần hướng dẫn chi tiết. Câu 8 đầu tiên bắt đầu chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 8 thứ 2 bắt đầu chân trái. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 83 bắt đầu chân trái. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 84 bắt đầu chân trái. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 85 bắt đầu chân trái, mình sẽ bước lên bước hình quả trái nha. 5, 2, 3, 4. Chân phải. 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chân phải. Câu 6. 6, 2, 3, 4. Bây giờ chân phải đưa lên đi hình quả trám. 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sang câu 7 bắt đầu chân trái. 7, 2, 7, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đến câu 8 mình sẽ bước giống như câu 7 nha. Khác cái tay, mình sẽ đưa lên như thế này. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ mình sẽ bước toàn bộ bài cho các bạn cùng tập theo nha.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,
Vậy là mình đã hoàn thành xong 64 bước của bài Tây Du Ký. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp các bạn video lần sau.